Năm 2021 cũng như nhiều địa phương khác, đại dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát nhiều đợt và tác động đến mọi mặt kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng và đời sống người dân. Trong bối cảnh đó, thành phố đã triển khai tổng thể các biện pháp ứng phó để kiểm soát dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới, từng bước thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19. Đầu tháng 5 năm 2021, dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát tại Đà Nẵng. Liên tiếp sau đó đã phát sinh các chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng, ở cả khu dân cư cũng như tại các khu công nghiệp. Đến cuối tháng 7, số ca mắc hàng ngày liên tục tăng cao. Để ngăn chặn dịch lây lan, Đà Nẵng đã áp dụng biện pháp chưa từng có tiền lệ. Ngày 16 tháng 8, hơn 1 triệu dân thành phố bắt đầu 20 ngày, ai ở đâu thì ở đó, với tinh thần chống dịch như chống giặc. Mỗi phường xã là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ. Là không để tình trạng bất cập trong thời gian qua tiếp tục xảy ra. Nào là xét nghiệm, nào là cách ly vân vân. Cái không thứ nhất. Cái không thứ hai là không để người dân thiếu ăn và thiếu thông tin. Cái không thứ ba là không để lây nhiễm chéo và bỏ lọt xét nghiệm. Cái không thứ tư là không để thông tin sơ sự thật gây nhiễu nhân tâm. Và cái không thứ năm là không để người dân tập trung trong các khu phong tỏa, các khu dân cư. Ngay sau khi thành phố siết chặt giãn cách, ngành y tế và các địa phương đã đồng loạt triển khai các biện pháp khoanh vùng, truy vết và đặc biệt lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để bóc tách triệt để F0 ra khỏi cộng đồng. Là tổ COVID cộng đồng, coi như đến từng nhà, gõ từng người và phát giấy mời cho từng hộ để người ta họ làm nghĩa vụ xét nghiệm. Nói chung trong tổ, nói chung là đầy đủ, không thiếu sót một người nào. Thứ nhất là phát hiện sớm, truy vết nhanh, khoanh vùng, phong tỏa nhanh và xét nghiệm nhanh, đưa đi cách ly nhanh. Và vấn đề là nhanh nữa là tất xử lý các tình huống ở trong tất cả các khu cách ly, các khu phong tỏa. Trong 20 ngày thực hiện ai ở đâu thì ở đó, guồng máy chống dịch của thành phố hoạt động không ngơi nghỉ trên mọi mặt trận. Lực lượng hùng hậu nhất đã được huy động để đảm bảo cung ứng nhu yếu phẩm đến từng nhà dân. Cùng với việc tổng lực xét nghiệm, lần đầu tiên việc giãn dân tại các kiệt, hẻm nhỏ, đông dân cư cũng đã được thực hiện. Nhờ đó, hàng trăm F0 đã được bóc tách, dịch bệnh từng bước được kiểm soát. Chúng ta thấy một cái sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và người dân thành phố của chúng ta sau rất nhiều ngày, và cũng khẳng định các biện pháp của chúng ta cũng như là cái sự chung tay, chung sức đồng lòng của người dân rồi tất cả các cơ quan. Với các biện pháp kịp thời, đúng hướng, dịch bệnh tại Đà Nẵng được kiểm soát và từ giữa tháng 10, Đà Nẵng chuyển trạng thái thích ứng theo nghị quyết 128 của Chính phủ. Với kinh nghiệm ứng phó qua các đợt chống dịch, các địa phương đã linh hoạt kích hoạt các kịch bản khi trên địa bàn phát sinh các chuỗi lây nhiễm mới. Việc nâng cấp độ dịch cũng được áp dụng phù hợp với từng địa bàn để đảm bảo đời sống người dân. Khi mà phường Hòa Ánh Bắc nâng cấp độ 4, thì cả cái hệ thống chính trị tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác khoanh vùng truy vết khi có F0. Và đặc biệt là quản lý F1 để mà kiểm soát cái tình hình trên địa bàn. Từ đầu tháng 5 đến nay, Đà Nẵng đã ghi nhận gần 11.000 ca mắc COVID-19, trong đó riêng hơn 2 tháng chuyển trạng thái vừa qua đã có hơn 6.000 ca bệnh. Nhờ áp dụng đúng phác đồ và chú trọng sàng lọc nguy cơ và đặc biệt là độ bao phủ vaccine tăng nhanh nên tỷ lệ tử vong cũng như số ca bệnh chuyển nặng tại Đà Nẵng đã giảm đáng kể và thấp hơn nhiều so với bình quân chung của cả nước. Trong trạng thái bình thường mới, công tác phòng chống dịch vẫn đang được Đà Nẵng thực hiện quyết liệt, đồng bộ, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả COVID-19.